Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư ở trên bản tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. Thì kết thúc một ngày làm việc thì chúng ta sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường, và bản video ngắn này thì sẽ được Hùng Lê update lên kênh Hùng Lê chứng khoán. Và đối với bản tin tuần, mỗi tuần chúng ta sẽ có một bản tin tuần thì sẽ được up lên trên kênh quen thuộc của chúng ta, đó là chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì nội dung của bản tin tuần thì chúng ta vẫn sẽ có các cái nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê sẽ cùng với anh chị em của chúng ta sẽ view lại bộ ba tham số chung của thị trường trong tuần vừa qua, gồm chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và chỉ số VNIndex tuần giao dịch đầu tiên của năm 2024. Sau đó thì chúng ta sẽ có một vài cái dự báo về mặt xu hướng của bộ ba tham số chung của thị trường sẽ đi như thế nào ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Ở phần thứ hai thì như thường lệ chúng ta sẽ tiếp tục phân tích các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản từ nhóm trụ, thì chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu Vich, Vinhome ví dụ như vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích sang ngành bất động sản khu công nghiệp, ngành thép, ngành đầu tư công, nhóm ngành bất động sản dân cư, nhóm dầu khí, và cuối cùng thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán. Đó là những cái nhóm ngành rất là cơ bản ở trên thị trường. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng có ví dụ banh. Ví dụ trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là nhóm banh đã phát huy được gọi là cái vai trò của banh, chỉ có banh thì mới giúp cho thị trường của chúng ta có thể bứt thoát được qua cái vùng 1130 và tiến lên cái vùng 1160. Thì đó, banh đã có một cái vai trò rất là lớn, và trong cái thời điểm hiện tại thì nhận diện thấy rằng là cái dòng tiền nó luân chuyển ở giữa các cái nhóm ngành rất là tích cực. Ví dụ đầu tiên là chúng ta thấy rằng là thị trường kéo trụ, đúng không ạ? Và sau đó thì thị trường kéo nhóm ngành chứng khoán. Và sau khi nhóm ngành chứng khoán được kéo xong thì như vậy là đến nhóm banh. Và rất có thể ở tuần tới thì dòng tiền sẽ tiếp tục lan tỏa sang ví dụ như nhóm ngành bất động sản dân cư. Trong cái thời gian vừa qua nó đã có cái sự tích lũy rất là chặt. Đó, và có thể là nhóm đầu tư công, thép. Đó thì dòng tiền nó liên tục luân chuyển như vậy, và cái điểm quan trọng nhất để thị trường đi được chắc, đi được xa, đi được bền thì chúng ta phải có gọi là nhóm ngành giường cột đó các anh chị, gọi là nhóm ngành giường cột, và hiện tại thì banh đang là trụ lực rất là tích cực cho thị trường. Các anh chị em lưu ý tất cả các cái phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê. Vì vậy là nhà đầu tư sẽ cân nhắc trước khi xem và cân nhắc trước khi áp dụng. Chúng ta cần tham khảo rất nhiều ở các cái nguồn thông tin để làm sao đó chúng ta tổng hợp lại và chúng ta có được một cái quyết định sáng suốt nhất, quyết định tối ưu nhất ở trong quá trình mà chúng ta tham gia ở trên thị trường chứng khoán. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất các anh chị nhé. Chỉ số VN-Index ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có 4 phiên giao dịch, đó là phiên giao dịch ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 5. Thì ngay ở khi mà chúng ta vào đầu phiên giao dịch thì như Hùng Lê có phân tích định lượng ở đây. Thứ nhất đó là cái mốc cản tâm lý ở vùng 1140. Đây là một cái mốc cản rất là quan trọng, và có thể là thị trường sẽ có những cái gap tăng đẩy lên vùng 1140, và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái biên tích lũy ở khoảng quanh vùng 1125, 1127 và đến vùng 1130. Thì về cơ bản là phiên giao dịch của ngày mùng 3 và ngày mùng 4 thì như vậy là thị trường của chúng ta đã tích lũy thành công ở vùng này và có cái điểm vượt thoát lên vùng cản tâm lý 1140. Và sau khi chỉ số VN Index của chúng ta bứt được vùng cản 1140 thì như vậy đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu thứ hai. Các anh chị chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu thứ hai ở biên target kỹ thuật ở vùng 1155 đến vùng 1160, và ở đây là vùng cản tâm lý, chính vậy nên là thị trường của chúng ta bắt đầu có cái sự rung lắc và bắt đầu có sự chỉnh cung tích lũy. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày mùng 5 tháng 1 thì đây là một phiên tích lũy tích cực và thành công. Thì thứ nhất đó là gì? Chỉ số VN Index của chúng ta đã quay trở lại ở biên, sát biên ở 1150. Thì nhưng đã có phân tích ở đây. Biên hỗ trợ kỹ thuật trong thời điểm ngắn hạn của chỉ số VN Index đó là vùng 1145, 1147 và 1150. Và với việc mà chỉ số VN Index của chúng ta phục hồi lên ở vùng 1155 trong cây nến kết thúc phiên và cũng cây nến giờ đóng phiên, thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta có vốn, các anh chị, có vốn để trả cung. Đó, có vốn để trả cung. Như vậy ở tuần giao dịch tiếp theo và ít nhất là trong phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới, chỉ số VN Index có xu hướng tiếp tục có thể là sẽ quay trở lại test tích lũy ở vùng 1145, 1147, 1150. Và trong một cái góc độ kỳ vọng ngắn hạn để mà thị trường chúng ta đi tiếp thì như vậy là gì? Lực cầu, lực cung và cầu của thị trường sẽ phải cơ bản ổn định ở trên vùng 1140. Các anh chị lưu ý nhé, sau khi chỉ số VN Index chúng ta bứt được vùng cản tâm lý 1140 thì có thể, tức là cái gọi là cái gì, cái gọi kỳ vọng lạc quan đó là chỉ số VN Index sẽ test ở trên vùng 1145. Nhưng hoàn toàn có thể là trong phiên nó có những cây M5 hoặc có những cây đến giờ nó sẽ nhún về 114 và sau đó rút chân lên để rũ bỏ một cái lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ ở cái vùng này. Đó, để chúng ta có cái dòng tiền mới bắt đầu kích hoạt vào, và những nhà đầu tư họ cầm cổ phiếu lâu rồi thì họ thường sẽ có thiên hướng là khi thị trường hồi thì họ sẽ bắt đầu là chốt bớt vị thế. Vậy thì sẽ có những cái phiên rung lắc như vậy để rũ bỏ một cái phần mà vị thế của nhà đầu tư. Thế thì câu chuyện ở trong tuần tới các anh chị lưu ý đó là vùng 1140 sẽ là vùng tâm lý cực kỳ quan trọng của thị trường. Chỉ cần thị trường test tích lũy thành công ở trên vùng 1140 thì như vậy là cái cơ hội để chỉ số VN Index của chúng ta đó vượt thoát vùng 1160 và đi về cái biên mà như Hùng có đề cập đến ở đây, đó là cái vùng target kỹ thuật thứ hai, target 3 của thị trường. Các anh chị, trước khi mà lên được target 3 thì nó cần phải vượt qua một cái mốc tâm lý cũng tương đối là quan trọng ở vùng 1190. Đó, vùng 1185 đến khoảng vùng 1190 thì đây sẽ là những cái vùng cản tâm lý tiếp theo của chỉ số VN Index. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Ở trên bản tin tuần thì cũng có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần, đó là vùng 1121 cộng, tức là có nghĩa là chỉ số VN30 chúng ta tích lũy ở trên cái vùng 1121 cộng là rất là thành công, và chúng ta có dự báo hai cái biên tích lũy cụ thể, đó là biên 1125, 1127, 1130, đó là vùng thứ nhất, và vùng thứ hai mới về đến vùng 1121 thì rất là thành công ở trong tuần vừa qua. Đó là chỉ số VN30 của chúng ta cũng có điểm tích lũy trong phiên ngày 3 tháng 1 và tích lũy khá sát đến vùng 1125, và sau đó thì nó cũng có một cây nến giờ bứt được qua vùng cản tâm lý 1140. Vậy thì nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Sau khi nó bứt được vùng cản 1140 thì như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã xuất sắc hoàn thành cái target mục tiêu, đó là vùng 1155 đến vùng 1160 ở đây. Có thời điểm thì đã lên đến khoảng quanh vùng 1165. Tuy nhiên, ở đây là vùng cản kỹ thuật và thị trường của chúng ta cần phải nghỉ ngơi, cần phải tích lũy. Thì trong phiên giao dịch ngày mùng 5 là một phiên tích lũy cũng rất là ok. Đó, chỉ số VN30 của chúng ta đã test tích lũy tích cực và thành công ở vùng 1150 đến vùng 1152. Thì các anh chị xem các bản tin hàng ngày thì các anh chị đều nắm được nội dung Hùng phân tích trong các bản tin hàng ngày. Đó, chỉnh cung ở đâu, test về đâu, rồi xu hướng như thế nào, vân vân, thì những cái dự báo đó nó đã có ở trong bản tin ngày rồi. Thì và kết thúc phiên thì như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta lấy lại được ở vùng 1160, tức là lại có vốn làm ăn rồi các anh chị. Đây là cây nến có vốn làm ăn rồi. Vậy thì trên cơ sở có vốn làm ăn như vậy rồi thì có thể các anh chị nhá, thì cũng có thể là gì, chỉ số VN30 của chúng ta có thể có gap tăng. Nó có thể có một gap tăng nhẹ ở đây ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai để nó đẩy về ở khoảng quanh vùng 1164, 1165 ở đây, và sau đó thì nó lại gì, nó sẽ tiếp tục đi chỉnh cung tích lũy. Và quan điểm kỹ thuật là gì, chúng ta có vùng 1150, 1153 và 1155. Nói chung nôm na ở đây có cái vùng trên vùng 1150 ở chỉ số VN30 test tích lũy thành công ở đây, đó là một cái điểm đáng lưu tâm. Và như vậy đó là những cái cơ sở rất quan trọng, các anh chị nhấn mạnh lại, rất quan trọng để giúp chỉ số VN30 của chúng ta tiếp tục hành trình về vùng 1172 và break 1172 đến vùng 1175 và break cái vùng tâm lý 1175 để đi về cái cản tâm lý tiếp theo ở vùng 1190 đến vùng 1200 điểm. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh VN30F1M thì ngay bản tin tuần chúng ta cũng đã video số 209 thì cũng đã có phân tích. Thứ nhất đó là vùng cản tâm lý tiếp theo của chỉ số này sẽ hướng về vùng 1140 và vùng hỗ trợ kỹ thuật của chỉ số phái sinh chúng ta sẽ tính toán ở vùng 1125, 1127, 1130. Và trong phiên giao dịch ngày 3 thì chúng ta thấy rằng là chỉ số phái sinh của chúng ta test sát về vùng 1127 và sau đó thì nó bứt lên được cái vùng tâm lý 1140, 1142. Và sau khi mà bứt lên vùng tâm lý 1142 thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng là gì? Nó sẽ test tích lũy lại trên vùng 1140 để chúng ta hoàn thành cái vùng target mục tiêu ở 1160. Và trong tuần thì như vậy là về cơ bản là chỉ số VN30F1M hay còn gọi chỉ số phái sinh của chúng ta cũng đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành cái target mục tiêu của chúng ta đề ra. Có thời điểm là chỉ số này đã vượt lên đến gần vùng 1170 đến vùng 1172. Tuy nhiên đây cũng là một cái cản tâm lý tiếp theo nên là gì? Chỉ số của chúng ta sẽ chưa thể vượt thoát qua. Và hôm nay là phiên giao dịch ngày 5 thì chúng ta có dự báo về mặt thiên hướng kỹ thuật là chỉ số phái sinh sẽ quay về ở vùng 1155, điểm sâu hơn sẽ là vùng 1147 đến vùng 1150. Và về cơ bản thì có gap tăng đầu phiên và sau đó thì chỉ số phái sinh của chúng ta dập dìu ở quanh vùng 1155 và kết thúc phiên ở vùng 1166. Như vậy là chỉ số phái sinh của chúng ta lại có vốn để làm ăn ở trong tuần giao dịch mới. thì hoàn toàn có thể là với cách đi như này thì như vậy là phái sinh lại tiếp tục có một cái gap tăng ở ATO, ATO của cái tuần giao dịch tiếp theo. Đó, và cái gap tăng này thì có thể nó sẽ đẩy lại ở khoảng quanh vùng 1170, 1172 và thậm chí là vùng 1175. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng là gì? Chỉ số phái sinh sẽ tiếp tục quay trở về lấp gap và các cái điểm lấp gáp chỉnh cung thành công ở khoảng quanh vùng 1155 đến khoảng vùng 1157. Còn đương nhiên điểm sâu hơn thì vẫn tính toán ở trên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1147 đến vùng 1150, và chỉ cần phái sinh tích lũy thành công ở trên biên hỗ trợ kỹ thuật này, lực long quay trở lại thì như vậy là gì? Chúng ta tiếp tục mục tiêu đó là chỉ số phái sinh sẽ break cái vùng cản tâm lý vùng 1175 1180 và để đi về vùng 1190 đến vùng 1200 điểm. Ok. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN Index ở trên chart ngày một tí để chúng ta nắm được cái sơ bộ, cái tổng quan về cái hành trình của chỉ số VN Index ở trong nhịp sóng này. Thì cái điểm đầu tiên chân sóng ở ngày 1 tháng 11 năm 2023 thì như vậy là gì? Chỉ số VN Index của chúng ta có vùng 1020. Ở cái chân sóng thứ hai chúng ta có vùng 1073 và cái chân sóng thứ ba thì chúng ta có ở vùng 1082.5. Và kể từ đây thì Hùng đã bắt đầu, tức là phiên ngày 19 tháng 12 thì Hùng đã bắt đầu phân tích một sóng lên, và sóng lên này thì Hùng đã lần lượt đề ra ba cái target mục tiêu. Target 1 ở vùng 1125 đến vùng 1130 đã chính thức hoàn thành. Target 2 ở vùng 1155 đến vùng 1160 cũng đã chính thức đạt được ở trong phiên giao dịch 4 tháng 1 năm 2024. Và hiện tại thì thị trường của chúng ta sẽ tuần giao dịch tiếp theo. Thứ nhất là tích lũy ở biên hỗ trợ, Hùng đã phân tích ở trên chart kỹ thuật giờ, và cái nhiệm vụ thứ hai đó là bứt được cái vùng cản tâm lý 1160. Và khi mà chỉ số VN Index chúng ta bứt được cái vùng cản tâm lý 1160 thì như vậy là chúng ta sẽ về một cái target phụ 2 phẩy. Các anh chị, target phụ 2 phẩy nó sẽ nằm ở khoảng biên 1190 đến khoảng vùng 1200 điểm ở đây. Đây là cái target phụ 2 phẩy. Đó, và khả năng về đến cái target này thì như vậy là thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp rung rũ. Đó, một cái nhịp rung rũ tương đối là sâu đó. Đó, nhịp rung rũ. Và nhịp rung rũ này thành công, đúng không ạ? Tích lũy thành công xong thì như vậy là chúng ta sẽ hướng về cái vùng giá mục tiêu thứ 3, TG3 của chỉ số VN Index ở trong cái nhịp sóng này, đó là vùng 1225 đến vùng 1230. Thì như vậy là gì? Lần lượt từng cái bản tin tuần và bản tin ngày thì chúng ta sẽ có thêm cái sự phân tích định lượng trên cơ sở dữ liệu phân tích trực tuyến, các anh chị, dữ liệu phân tích trực tuyến. Và đó là một vài các cái góc nhìn về xu hướng thị trường ở trong những cái năm đầu tiên, những cái tháng đầu tiên của năm 2024 để các anh chị em tham khảo. Thì về cá nhân của Hùng Lê thì Hùng cũng có chia sẻ rồi. Bản thân Hùng Lê thì Hùng trưởng thành lên từ nhà đầu tư cá nhân, và Hùng không có học bất kể một cái trường lớp nào về tài chính, về chứng khoán. Và Hùng Lê tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 2003-2008. Sau đó thì khoảng tầm 2010 thì Hùng lang thang ở trên thị trường chứng khoán rất là đau thương, và bản thân thì Hùng Lê cũng đã thất bại rất là nhiều. Bị cá mập rồi bị, nói chung là tức là mình không có một cái nền tảng kiến thức. Chính vậy nên là mình đã thua thiệt rất là nhiều, và cái điều quan trọng nhất Cái điều quan trọng nhất đó là tại cái thời điểm năm 2010 thì Hùng cũng chia sẻ luôn là trong cái đội team mà bản thân Hùng là người đi sau cùng, và có rất nhiều những anh chị em đi trước, và trong cái đội team đó thì đã dẫn dắt Hùng lên thị trường chứng khoán. Thế và đến tại cái thời điểm này, tức là khoảng tầm sau 10 năm thì cái đội đó là bay màu hết rồi. Các anh chị chỉ có, mà bản thân lúc đó là họ đã rất giỏi rồi, và họ giỏi hơn Hùng Lê rất là nhiều. Họ có kiến thức, họ có tiền bạc, họ có đủ các thứ. Tuy nhiên đến tại thời điểm này thì Hùng liên hệ lại và tiếp tục gọi là thông tin hai chiều, thì như vậy là tất cả những cái đội đấy là bị bung hết ra khỏi thị trường chứng khoán. Thế thì cái câu chuyện là gì? Đó, từ một người không có kiến thức, không có nền tảng, và chúng ta chăm chỉ học hành, chúng ta chia sẻ và chúng ta chịu khó lắng nghe. Cái điều quan trọng nhất là chịu khó lắng nghe. Cái tôi của các anh chị nó rất là lớn, và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải bỏ cái tôi đó đi và chúng ta cố gắng học hành. Đó, chúng ta đi theo những cái người mà tâm huyết đó và những cái người đam mê đó, thì bản thân Hùng Lê như vậy thôi. Và kiến thức thì chúng ta cứ tích lũy dần dần hàng ngày để làm sao đó để mà chúng ta đứng vững, đi dài, đi xa, đi chắc được ở trên thị trường chứng khoán. Đó là một cái điều mà chúng ta rất là cần thiết phải phấn đấu ở trong những cái chặng đường tiếp theo. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung tiếp theo. Nội dung thứ hai đó là chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu tiềm năng. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm cổ phiếu trụ. MBDG, đây các anh chị, chúng ta lưu ý này, ở trong các bản tin tuần thì Hùng đều có một cái điểm đánh line xanh ở đây. Đó chính là cái điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu vào cái tuần giao dịch tiếp theo để chúng ta nhìn được ở các cái mốc thời gian. Thì đối với MBDG trong tuần vừa qua thì cũng có dự kiến biên chỉnh cung 42.5 và về cơ bản á, thì nó có rơ lác lại về cái vùng 41.7 đến vùng 42 và sau đó thì nó vẫn về cơ bản là phiên giao dịch ngày 3 thì nó vẫn lấy lại được ở vùng 42.5 cộng. Và trong tuần thì hoàn thành vùng giá mục tiêu 44. Hiện tại đây nhé các anh chị nhé, lực cầu về MWG đang rất là tốt và tích cực. Như vậy thì trong tuần tới khả năng nó sẽ có ở khoảng quanh vùng 42.3 đến khoảng 42.5 test tích lũy thành công và sẽ bứt cái vùng cản 44 để hướng lên vùng cản 46, và đối với MWG là một mã cổ phiếu chiến lược của năm 2024. Masan cũng là một mã cổ phiếu hoàn toàn tương tự như vậy về góc độ định hướng đường đi dài thì các anh chị có thể xem những cái bản tin phân tích tuần cũ. Ở trong tuần cũng có dự chỉnh vùng 67 và biên thứ hai là biên 66 đến khoảng vùng 66.5, thì về cơ bản là nó đi ở trên vùng 67. Ở đây phiên ngày hôm nay có một điểm nhún về 67 nhưng mà kết thúc phiên thì nó lại suy soát ở vùng 68. Vậy thì như vậy hỗ trợ cái tuần ở trong tuần ở vùng 67 là rất là ok, đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là mục tiêu thì hướng về vùng 70 nhưng mà trong tuần thì nó đi được khoảng vùng 69.3 thì nó quay trở về chỉnh cung tích lũy. Tuần tới khả năng sẽ còn có thể là có vùng 67 hoặc là vùng 67.5 các anh chị nhé. Đó, nó có thể có hai cái điểm test tích lũy lại ở đây. Tích lũy thành công thì như vậy nhiệm vụ của chúng ta không có gì thay đổi cả. Masan sẽ hướng về target cái tuần 70. Trụ Vinamilk cũng là một mã cổ phiếu rất là cơ bản và dòng tiền ở trong cái thời gian vừa qua thì cũng đã bắt đầu có cái sự tích cực ở mã cổ phiếu này. Chính vậy nên Hùng lọc ra để phân tích để ngắm cái xu hướng cho các anh chị em. Thì trong các bản tin tuần trước đây thì chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ 67.2 đến vùng 67.5, và về cơ bản thì từ vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì chúng ta có cái vùng cản tiếp theo đó là vùng 68. Đó, vùng 68 đây các anh chị nhá. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai ngày mùng 2 đúng không ạ? Thì như vậy cổ phiếu này công lên vùng 68 nhưng công không thành, nhưng đến phiên ngày mùng 4, mùng 3 thì như vậy là Vinamilk đã chính thức vượt qua vùng cản 68, đi về target mục tiêu ở vùng 69.5, và hiện tại thì nó lại tiếp tục quay trở lại ở vùng 68. Trong phiên ngày hôm nay thì có những cây nến giờ ở test tích lũy ở khoảng vùng 68.2 và đóng cửa ở vùng 68.8, như vậy khá là tích cực. Tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở vùng 68.5, đó là biên hỗ trợ kỹ thuật, và mục tiêu ở trong nhịp này thì Vinamilk sẽ vượt thoát vùng 69.5 để hướng về cái target kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 70.5. Vich trong một cái quãng thời gian vừa qua nó cũng đã có một cái hành trình tích lũy chỉnh cung, và các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần cũ để nắm được về mặt thiên hướng. Thì tuần video số 208 khi mà Vich đi về cái vùng cản kỹ thuật 44.5 đến vùng 45 thì cũng đã có dự báo là đây là vùng cản kỹ thuật lên, thông thường cổ phiếu sẽ quay trở về chỉnh cung. Đó, và cái điểm chỉnh thứ nhất là vùng 44.3. Tuy nhiên ở ngay phiên giao dịch ngày mùng 2 thì như vậy là nó bị rơi xuống, và đến ngày mùng 3 đây này, nó có cái điểm rơi xuống ở vùng gọi là hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 43.4 đến 43.5. Và sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục công cái vùng cản tâm lý ở vùng 41.5, và hiện tại thì nó cũng công chưa thành, và đây lại là cái điểm tích lũy thứ hai. Và cái điểm tích lũy này thì Hùng thấy rằng ở biên 43.8 đến vùng 44, đó là biên tích lũy tương đối là ok cho tuần giao dịch mới, và các anh chị đang cầm thì có thể là chúng ta có thể túc tắc chúng ta gom thêm ở đây. Mục tiêu không có gì thay đổi cả. Nhịp này thì như vậy là Vich sẽ cần phải break được cái vùng cản tâm lý vùng 44.5 đến khoảng vùng 45. Sau đó thì cổ phiếu sẽ hướng lên vùng 45.5, và khi bứt được cái cản 45.5 thì như vậy đó mới là cái thời điểm mà khả năng thì Vich sẽ đi vào ở những cái sóng nó dài, nó sẽ dài hơn các anh chị. Cổ phiếu Vinhome ở trong cái thời điểm hiện tại và trong năm 2024 thì về quan điểm kỹ thuật cá nhân của Hùng Lê, nó cũng đã có những cái điểm tích lũy tương đối là tích cực ở vùng đâu đó, nếu không nhầm thì ở vùng 38-39. Trong 2 tuần gần đây thì như vậy là Vinhome va vào cái vùng cản 44 đấy các anh chị, va vào vùng cản 44 nên nó sẽ có xu hướng quay trở lại tích lũy chỉnh cung chỉnh nền. Đó, điểm 1 chỉnh 143, điểm chỉnh 2 là ở khoảng vùng 42.1 đến vùng 42.5, thì trong tuần vừa qua là nó về đến cái điểm 42.5 và nó đang có xu hướng test tích lũy, và cuối phiên kết tuần thì như vậy là Vinhome lại có xu hướng quay về vùng 43. Thì nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Điểm thứ nhất đó là về vùng 43 thì như vậy tuần tới nó sẽ tiếp tục test. Trong trường hợp nếu mà 43 nó bị gọi là tích lũy không thành công đi thì như vậy thì nó sẽ phải quay trở lại vùng 42.1 đến khoảng vùng 42.5 để tiếp tục test tích lũy ở vùng này. Và kỳ vọng sau khi test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta có vùng cản kỹ thuật 44 ở điểm này. Khi mà Vinhome vừa thoát được cái vùng 44 rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm ở các cái kỹ thuật tiếp theo mà như Hùng đã có phân tích ở trong bản tin tuần cũ, đó là vùng 45.5 đến khoảng quanh vùng 46. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, thì như Hùng cũng đã có những cái phân tích định hướng về nhóm ngành này. Năm 2024 với cái sự hội nhập kinh tế sâu rộng của nền kinh tế thị trường Việt Nam với các cái nền kinh tế lớn, và chúng ta sẽ kỳ vọng là dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam, bởi vì Việt Nam là một cái thị trường thứ nhất là nguồn nhân công dồi dào, nhân công trẻ khỏe, đúng không ạ? Và cái nữa là chính trị của Việt Nam rất là ổn định. Đó, và con người của Việt Nam thì rất là thân thiện, cần cù, chịu khó, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể kỳ vọng về cái sự phát triển của đất nước, nó sẽ song trùng với cái sự phát triển của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. KBC ở trong tuần chúng ta có phân tích dự kiến biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 31.3, 31.5, thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 2 thì như vậy là KBC đã tích lũy rất thành công ở vùng 31.5 và hướng về ở vùng giá mục tiêu ở vùng 32.5, và trong tuần thì nó đi được vùng 32.4, về cơ bản đã đạt được vùng 32.4 và sau đó thì nó đang có một cái nhịp nghỉ ở đây. Thì nhịp nghỉ này thì chúng ta lại tiếp tục lấy biên hỗ trợ kỹ thuật 31.6 đến khoảng vùng 31.7. Test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là KBC lại tiếp tục vùng giá mục tiêu 32.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 33. ITA là cổ phiếu pen, và đối với con này thì các anh chị có thể là chúng ta có sẵn tỷ trọng rồi, chúng ta có sẵn danh mục rồi thì chúng ta tận dụng để chúng ta lướt lát T0, T1. Thì trong nhịp này, trong nhịp chỉnh cung này thì cũng có phân tích vùng 6.35 đến vùng 6.5, cơ bản là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và ở đây thì chúng ta có vùng cản kỹ thuật vùng 7, ở trong tuần thì nó lên được khoảng quanh vùng 6.8, và ở đây thì nó lại đang khi lên được vùng 6.8 thì không hiểu là cái động lực nó lại hai cái phiên kết tuần thì nó lại đang bị lùi lại. Như vậy tuần tới vùng 6.4, 6.5 khả năng sẽ tiếp tục tích lũy và chúng ta chờ đợi những cái dòng tiền lớn hơn, tích cực hơn đánh cổ phiếu này. SJC phiên nay thực hiện quyền chia, chính vậy nên là các cái chạc kỹ thuật của SJC sẽ phải thay đổi lại, gọi là thay đổi lại các cái mốc thay đổi lại ở sau chia các anh chị nhé. Sau chia thì chúng ta sẽ nói đến cái gì? Đây là một cái gap tăng của phiên chia ngày hôm nay và nó tiếp tục kéo về vùng 37, 37.5, ở đây là vùng cản kỹ thuật. Thì theo quan điểm của Hùng là sau khi chia thì cổ phiếu nó sẽ cần thời gian để tích lũy ổn định trở lại, nên SJC sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật 35.9 đến khoảng vùng 37.1 tích lũy thành công ở vùng này. Thì như vậy nhiệm vụ tiếp theo là vùng 37.5 đến khoảng vùng 38, trước mắt sẽ như là như vậy. Ở cổ phiếu IDC có dự báo xu hướng ở trong tuần thì chúng ta có vùng chỉnh kỹ thuật 1, vùng 52, vùng chỉnh 2 sẽ là vùng 51.5. Và trong tuần thì vùng 51.5 về cơ bản là nó có bị nhúi về vùng 51 ở đây. Và sau đó thì phiên giao dịch ngày 3 thì cơ bản là nó cũng lấy lại vùng 51.5 và bắt đầu có một nhịp phục hồi ở đây lên vùng 52.7 trên, tức là target kỹ thuật chúng ta đề ra ở vùng 53 mà nó lên đến vùng 52.7. Hiện tại thì hai cây nến của phiên kết tuần thì nó lại đang có một cái xu hướng gọi là gì, nó chỉnh cung ở đây. Vậy thì tuần tới ở vùng 51.5, 51.7 sẽ là biên tích lũy chỉnh cung của IDC, tích lũy thành công. Như vậy ông sẽ tiếp tục mục tiêu ở vùng 52.7 đến khoảng vùng 53, 52.7. Đây các anh chị nhé, khoảng quanh vùng 52.7, vùng 53. VGC ở trong tuần chúng ta có dự báo vùng chỉnh cung mục tiêu thứ nhất là vùng 54 và chúng ta nhìn thấy cây nến giờ đầu tiên đấy. Cây nến giờ đầu tiên của phiên giao dịch ngày 2 thì như vậy là VGC đã mất vùng 54, và khi vùng 54 bị mất thì nó sẽ về tiếp vùng tiếp theo là vùng 53. Và vùng 53 bị mất thì như vậy là cổ phiếu này sẽ quay trở về vùng 52 đến vùng 52.5, và thậm chí ở đây đối với góc nhìn kỹ thuật của nó thì nó còn có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 51 nữa cơ. Nhưng mà trong tuần thì về cơ bản là gì? Ở tại cái vùng 52 ở đây thì nó có một lực phục hồi. Tuy nhiên cái lực phục hồi này thì nó không đủ lớn và nó lại chạm lại cái vùng ở đây là vùng 54, thì vô hình dung đây nó lại trở thành cái vùng cản kỹ thuật và nó bắt đầu có gì lại bắt đầu hai phiên kết tuần thì nó bắt đầu có xu hướng chỉnh giảm. Như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở những cây nến giờ đầu tiên, đó là biên 52. Trong trường hợp nếu như nó tích lũy thành công ở vùng 52 và bứt thoát vượt lên ở vùng 52.5 cộng thì như vậy thiên hướng kỹ thuật của cổ phiếu VGC nó được đánh giá là tích cực. Đấy, anh chị nhá. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái điểm hồi hồi kỹ thuật ở đây. Nhưng trong trường hợp nếu như cổ phiếu để mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 52, thì như vậy là khả năng là VGC sẽ quay trở về ở khoảng biên 51. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép. Thì đối với nhóm ngành này chúng ta đang kỳ vọng ở góc độ gì? Thứ nhất đó là đầu tư công, đúng không ạ? Vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là có một cái bài báo viết rằng đầu tư công ước giải ngân của năm 2023 đạt 71%, thì không biết là số liệu này có thật hay không. Bởi vì báo chí thì đôi lúc là Hùng cũng chỉ đọc thôi, đọc thế thôi, chứ còn các cái thông tin cụ thể thì mình cũng không thể nắm được nó cái độ chính xác. Và chúng ta tiếp tục kỳ vọng 2024 sẽ là năm của hạ tầng, đầu tư công và mở rộng đường xá, cầu cảng, bến cầu để chúng ta kết nối cái giao thương để cái công việc đầu tư thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Bởi vì khi cái nhà đầu tư nước ngoài mà họ vào Việt Nam ấy, họ sẽ cần điều gì? Thứ nhất là chính trị ổn định, tiếp theo là hạ tầng giao thông phải thuận lợi để các cái hàng gia công của người ta có thể ra được các cái cầu đường, bến cảng, các thứ không bị tắc đường đấy, ví dụ cao tốc các thứ, rồi các cái sân bay lớn để mà đón hàng. Thì đấy là những cái yếu tố mà người ta sẽ cân nhắc để trước khi mà chúng ta họ quyết định họ đầu tư. Vậy thì nhóm thép thì chúng ta sẽ kỳ vọng như vậy, và sẽ kỳ vọng là giá thép đang bật tăng. Các anh chị, giá thép thế giới đang bật tăng thì đó cũng là một trong những cái tín hiệu mà để giúp cho nhóm thép phục hồi. HPG ở trong tuần dự báo vùng chỉnh kỹ thuật vùng 1 27.6, vùng 2 là vùng 27.4, thì các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 3 thì như vậy là Hòa Phát về đến vùng 27.4 và bắt đầu có một cái lực phục hồi lên vùng 28. Đó thì các anh chị biết rồi, vùng 28, 282, 28.3 là vùng cảng kỹ thuật, và các anh chị để ý là về đến đây thì nó lại về 27.6. Phiên ngày hôm nay có sự phục hồi, tuy nhiên cái sự phục hồi này thì cũng chưa thể một cái đến giờ thì chúng ta cũng chưa thể đánh giá được hết xu hướng, nên có thể tuần tới vùng 27.6 sẽ tiếp tục tích lũy và tích lũy thành công ở vùng này, thì như vậy là ngắm đến vùng 28, 28.2 và 28.3. Đây là các cái vùng cảng kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu. Nam Kim ở trong thời điểm vừa qua thì cái xu hướng về thanh khoản của cổ phiếu này cũng đang khá là tốt, và nếu chúng ta view rộng ra ở trong cái tuần giao dịch cũ thì Nhung đã có phân tích cho anh chị rồi, đúng không ạ? Vùng 24.8 đến khoảng vùng 25 là vùng cản. Sau đó thì Hùng tiếp tục phân tích vùng 23.5, 23.8 là vùng hỗ trợ, và lại tiếp tục là cổ phiếu lại tiếp tục lên đến vùng 24.8 đến vùng 25 lại vùng cản. Thì ngay ở phiên giao dịch ngày 24 ở đây các anh chị nó chạm 24.8, đúng không ạ? Và sau đó thì nó lại quay trở về test tích lũy. Đó, test tích lũy vùng 24.4 nó bị thất bại đây này. Đó, tức là chúng ta dự kiến là gì? Từ 24.8 này thì nó sẽ gì? Nó sẽ quay trở về vùng 24.4. Và vùng 24.4 này bị thất bại nên một lần nữa thì lại tiếp tục vùng 23.5, 23.5, 23.8 tiếp tục phát huy tác dụng ở đây. Điểm thứ nhất, long lên chạm 24.4 với điểm thứ hai, và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có 2 cây nến giờ kết thúc phiên, như vậy là tích cực. Với đà hiện tại như thế này thì chúng ta lại tiếp tục gì ạ? Tuần tới chúng ta phải ngắm lại vùng 24.4. Bởi vì ở bên này là hỗ trợ thì bên này nó sẽ trở thành cái kháng cự ở đây các anh chị này, và cứ lên đến đây là nó sẽ bị gì ạ? Nó sẽ bị có cái sự rung lắc. Đó, cách thức vận hành cổ phiếu như vậy. Bớt được vùng 24.4 rồi thì tiếp tục ngắm lên vùng 24.8 đến vùng 25. Tạm thời thì cản của cổ phiếu Nam Kim thì chúng ta sẽ nắm như vậy. Cổ phiếu Hoa Sen HSG dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 22.2 đến khoảng vùng 2.4, thì ở trong phiên giao dịch ngày 2 thì chúng ta thấy rằng là có những cái điểm test tích lũy, và phiên ngày 3 thì như vậy là về cơ bản là nó lấy lại được vùng 22.2. Cản kỹ thuật ở vùng 2.8 đến vùng 23, như vậy thì về bản chất là cây nến giờ đầu tiên của phiên ngày thứ hai thì Hoa Sen đã đạt được vùng cản kỹ thuật. Đó, và đến cây nến giờ của ngày đầu tiên của ngày mùng 4 thì như vậy là nó tiếp tục về được đến cái vùng target mục tiêu 22.8. Và tại đây thì như vậy là nó cũng đang có một cái điểm gọi là điểm rỡ lác chỉnh cung. Thì góc độ kỹ thuật là gì? Tuần tới sẽ tiếp tục ở vùng 22.2 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 21.8 đến vùng 22. Bởi vì rất có thể là gì? Cổ phiếu sẽ quay trở lại test đáy lần thứ hai, thì chúng ta lưu ý. Và mục tiêu thì cũng không có gì thay đổi cả. Mục tiêu thì vẫn là vùng 22.8 đến vùng 23. VGS trong tuần thì không có nhiều các cái động lực về tăng giá cho nhiều, và điểm mấu chốt thì dự báo vùng 23 này, nhưng mà vùng 23 này nó bị thủng, đúng không? Thì như vậy là nó sẽ về lại ở đây, đó là biên hỗ trợ kỹ thuật tuần của thằng này, đó là vùng 22.5 đến vùng 2.7 đây, cây đến ngày mùng 3 tích lũy thành công, và nó có một cái lực long về vùng 22.4. Tuy nhiên tại đây thì như vậy là cổ phiếu hai phiên kết tuần thì như vậy nó lại tiếp tục quay trở về chỉnh cung, nên rất có thể khả năng tuần tới biên 22.5, 22.7 tiếp tục là vùng hỗ trợ tuần, và cái điểm ngắm ở cản ở đây thì khoảng vùng 23.6 đến khoảng vùng 23.8. Như vậy thôi, tạm thời thì chúng ta sẽ các anh chị đang có hàng thì như vậy là chúng ta T cộng ở trong một biên ngắn. Cổ phiếu TLH ở trong tuần đây, như vậy là chúng ta có dự báo vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 8.25 đến vùng 8.3 đây các anh chị nhé, và vùng 2 thì vùng 8.15 thì không về đến vùng 2 và nó chỉ về đến vùng 8.25 thôi, và bắt đầu tích lũy chỉnh cung, tích lũy thành công. Thì như vậy là đây cản kỹ thuật 8.5 thì trong tuần nó cũng lên được mắc 8.5. Như vậy là gì, vùng hỗ trợ thì gì chúng ta canh mua và vùng cản kỹ thuật thì chúng ta canh bán, một cái nguyên lý nó đơn giản như vậy thôi. Và trong các bản tin tuần thì gần như Hùng Lê đã có phân tích gọi là như chỉ điểm luôn, điểm nào là điểm cản, điểm nào là hỗ trợ, các anh chị cố gắng là chúng ta vận hành làm sao đó cho nó khéo léo một tí đó, thì chúng ta sẽ được tối ưu hóa được cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Thì ở đây thì tuần này thì lại như vậy rồi, 8.25 8.3, khả năng nó lại tích lũy ở vùng này thôi đó. Tích lũy thành công ở vùng này thì lại vùng chúng ta lại có tiếp tục có vùng 8.5, tức là cái vòng quay của cổ phiếu là hình sin, và lên đến đỉnh trên của hình sin thì thông thường nó sẽ chỉnh cung và chạm cái đỉnh gọi là cái đáy dưới của hình sin thì bắt đầu cổ phiếu nó sẽ có xu hướng phục hồi. Thì các anh chị cố gắng đi theo cái vòng quay như vậy. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công. Thì đối với nhóm ngành này thì chúng ta cũng có những cái kỳ vọng như Hùng đã có phân tích rồi, đúng không ạ? Đất nước của chúng ta phát triển, hạ tầng giao thông phát triển, sân bay, cầu cảng, bến đường phát triển, thì đây là nhóm ngành mà nó cũng đi theo cái chiều dài phát triển của đất nước. Và trước đây thì đầu tư công nó bị vướng một cái đó là cái cách cơ chế chính sách, tức là cái giải ngân nó rất là kém. Và trong tuần vừa qua thì nó có một cái bài báo đó là tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023 ước đạt 71, khoảng tầm trên 70% một tí. Thì nếu như thực tế đó là con số thực tế thì đấy là một cái thành công rất lớn của đầu tư công ở trong năm vừa qua. Bởi vì thông thường đầu tư công nó hay bị mắc, tiền thì có nhưng mà không tiêu được, đó là một cái nghịch lý. Chính vậy nên là chúng ta kỳ vọng năm 2024 thì như vậy cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, tất cả mọi thứ nó được thông hành, thì đây cũng sẽ là một cái nhóm ngành rất là cơ bản. Và team của Hùng Lê cũng như bản thân Hùng Lê thì thường xuyên theo dõi các cái đường đi nước bước của cái nhóm ngành này. KSB ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 26.5, ok, chạm 26.5 một phát thì bật lên vùng 27.5. Sau khi mà bứt được qua vùng 27.5 rồi thì như vậy là KSB tiếp tục lên cái vùng cản kỹ thuật 29, và đến thời điểm hiện tại thì sau một cây nến giờ kéo của đầu phiên ngày hôm nay thì như vậy nó có 4 cây nến giờ test cung kỹ thuật. Và những cây nến test cung kỹ thuật này nhìn chung là tích cực. Ở đây thì chúng ta tuần tới dự báo sẽ có vùng 28 đến khoảng vùng 28.5. Đây là biên tích lũy của cổ phiếu KSB. Và tích lũy thành công ở nhịp này thì như vậy là chúng ta tiếp tục nâng cái target kỹ thuật của SP lên vùng 30.5. Cổ phiếu PLC ở trong tuần vừa qua thì cũng đã thu hút được một cái thanh khoản tương đối là tích cực, sau khi mà cổ phiếu này đi ngang sideways ở biên 30 mấy nhỉ? Chờ ông tí. Ở biên nó sideways đi ngang ở biên 31 đến khoảng vùng 31.4 ở khoảng 2 tuần giao dịch vừa qua, và đến phiên giao dịch ngày 3 thì như vậy là gì? Bắt đầu từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 31 đến khoảng vùng 31.4 thì cổ phiếu nó bắt đầu có một lực tăng, và nó bật tăng lên đạt được cái target kỹ thuật mục tiêu ở vùng 32.5. Sau đó thì nó có hai nhịp chỉnh cung, và hiện tại thì nó đang có xu hướng quay trở về test tích lũy. Như vậy ở tuần tới thì ở đây là ông đã vẽ ở đây rồi, vùng 31.6 đến khoảng vùng 31.8, đó là biên hỗ trợ kỹ thuật, tích lũy thành công ở vùng này. Thì như vậy mục tiêu thì như vậy là sẽ bứt tiếp tục bứt cái vùng 32.6 để đi về ở đây đó là vùng 33.5. Đó, mục tiêu là 32.6 và đi về vùng 32.5, các anh chị lưu ý. VCG trong tuần vừa qua xem nào, đường đi thì cũng làm hai nhịp. Ở nhịp thứ nhất thì VCG đã test tích lũy thành công, biên hỗ trợ kỹ thuật tuần của cổ phiếu này đó là vùng 24.3 24.4 ở đây. Đó, phiên giao dịch ngày 2 test tích lũy thành công, và phiên giao dịch ngày 3 thì bắt đầu đầu tư công bắt đầu có một cái lực vượt thoát tương đối mạnh, và target kỹ thuật tuần ở vùng 25.4 25.5 và chạm vùng target kỹ thuật tuần thì nó đang quay trở lại chỉnh cung. Và trong phiên giao dịch ngày 4, ngày 5 thì về cơ bản vùng 24.6 ở đây nó đang có một cái biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở vùng 24.6, và các cái cây nến giờ cứ mỗi lần test về đây thì nó rút chân lên, thì đó là một cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu này. Tuần tới 24.6, 24.7, 24.8 tiếp tục biên tích lũy, mục tiêu không có gì thay đổi cả. ở vùng 24.4 đến vùng 24.5. Còn trong trường hợp nếu như cổ phiếu bứt được cái vùng cản kỹ thuật 24.5 ở đây thì cái đó chúng ta sẽ tiếp tục nâng target đó. Và chúng ta phải xem những cái động thái của cổ phiếu tại cái vùng cản kỹ thuật đó thì chúng ta mới dự báo được tiếp thiên hướng kỹ thuật tiếp theo. FCN trong tuần cũng hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng 14.8 đến vùng 14.9. Đồng thời nó cũng tích lũy thành công ở vùng 14.2 đến vùng 14.3 và sau khi đạt target tuần thì nó đang có một cái nhịp hồi nhịp chỉnh. Thì nhịp chỉnh này ở vùng 14.5, 14.6 lưu ý tích lũy thành công và mục tiêu thì trước mắt chúng ta vẫn ngắm ở vùng 14.8 đến vùng 15. LCG ở đây hỗ trợ kỹ thuật tuần 11.9. Đó, hỗ trợ kỹ thuật tuần thì nó test tích lũy thành công ở phiên ngày 2 và ngày 3 và target mục tiêu thì như vậy là có thể ngắm lên vùng 12.5, lên được vùng 12.4 thì nó đang có một cái nhịp lùi và nhịp lùi này như vậy tuần tới chúng ta sẽ dự báo biên hỗ trợ kỹ thuật của nó là vùng 12, 12.1 tích lũy thành công ở vùng này, mục tiêu bứt vùng 12.5 và điểm xa hơn của 12.5 ở trong target nhịp này đó là vùng 12.7. C4G thì cơ bản là vẫn sideways thôi và nó vẫn có một cái biên sơ sơ ở khoảng quanh vùng 11.6 đến khoảng vùng 11.7 là biên hỗ trợ dưới. Biên cản trên là vùng 12 và trong tuần vừa qua thì nó lên được khoảng vùng 12.2 và bắt đầu nó có một nhịp test tích lũy đây. Về nến đóng tuần thì nó có những cái râu này. Nó có những cái râu này nhưng như vậy thì khả năng tuần tới ở biên 11.8 11.9 các anh chị nhá, là biên tích lũy ở chỉnh cung và tích thành công thì như vậy là vùng 12.2 và xa hơn sẽ là vùng 12.5 của C4G. Cổ phiếu HHV ở trong thời điểm hiện tại ấy, là nó có nhiều cái thông tin cơ bản thì chúng ta có thể đọc thêm và trang kỹ thuật của HHV thì nó đi cũng tương đối là rõ sóng. Điểm hỗ trợ kỹ thuật của HHV ở trong tuần vừa qua đó là vùng 15.25 đến vùng 15.4 và các anh chị để ý là trong phiên giao dịch ngày 2 thì như vậy là HHV test về vùng 15.4 và sau đó thì nó cũng hoàn thành cái target mục tiêu tuần ở vùng 16.3 và vì đây là vùng cản 16.3 nên xu hướng là gì? Nó sẽ tiếp tục test tích lũy và cây nến phiên giao dịch ngày 5 thì về cơ bản Hùng đánh giá là tín hiệu như thế này là tích cực khi ở vùng hỗ trợ 15.8, 15.9, 16 HHV đã test khá là tốt và cây nến giờ thì có phục hồi nhẹ. Như vậy tuần tới nếu có chỉnh cung thì nó cũng sẽ bám biên ở quanh 15.9 đến khoảng 16. Mục tiêu trước mắt thì sẽ vượt thoát vùng 16.3 để đi về vùng 17 à? 17. Ok, HHV sẽ ngắm lên vùng 17. Ok. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư. Thì theo quan điểm cá nhân của Hùng Lê thì trong thời điểm hiện tại nhóm ngành này đã có cái sự tích lũy tương đối tốt và cần thêm dòng tiền đột biến để có thể giúp cho nhóm ngành này phục hồi. Thì dòng tiền nó sẽ luân chuyển khá là nhịp nhàng. Đầu tiên là Hùng thấy rằng là trụ tuần vừa qua thì sau cái nhịp đánh nhóm ngành chứng khoán thì tiền lan tỏa sang nhóm banh và banh là trụ lực của thị trường. Và sau khi banh là trụ lực của thị trường rồi thì như vậy banh nghỉ ngơi thì khả năng là dòng tiền sẽ luân chuyển sang chứng khoán đầu tư công, chứng khoán phụ họa và đầu tư công, bất động sản dân cư và thép sẽ là những cái nhóm ngành mà nó sẽ có những cái vai trò dẫn dắt của thị trường ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo, chính là tuần từ ngày 7 đến 12. Thì nhóm ngành này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích các cái danh mục như sau. Sell hai tuần vừa qua mà nó nén rất chặt ở vùng 22.5 đến vùng 2.7, điểm sâu hơn là vùng 22.3 và đến thời điểm hiện tại thì trong tuần vừa qua thì nó cũng chỉ gọi là gì hồi phục lên được đến vùng 23.5 và sau đó nó lại quay trở lại nó test cung tích lũy và đây là những cái điểm mà theo quan điểm của Hùng là sell đang kiểu gọi như là ủ kén ấy. Và sau khi nó ủ thành công rồi, nó tích lũy đủ rồi thì như vậy là mục tiêu trước mắt thì vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 và khi nào bứt được cái vùng 24 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đẩy cái target của cổ phiếu sell lên. Cổ phiếu HDG nó liên quan đến các cái thông tin về cơ bản của doanh nghiệp đúng không ạ? Thanh tra, kiểm tra rồi khởi tố. Chính vậy nên nó là một trong những cái lý do mà khiến cho cổ phiếu này đã có một cái lực rơi. Thực ra về bản chất là trong cái nhịp tăng thì Hùng cũng đã có cảnh báo cho anh chị là vùng 29, 29.3 là vùng cản kỹ thuật ở bản tin video tuần khoảng ở phiên ngày 25 á. Đó, cái tuần mà có hàng ngày 25 các anh chị có thể xem lại đi. Đó. Thì nó cũng hội hai yếu tố, một là vùng cản kỹ thuật, hai là những cái thông tin đúng không ạ? Và cổ phiếu HDG đã có một nhịp chỉnh ở trong thời gian vừa qua. Ở đây thì trong tuần có dự báo này, điểm chỉnh một là vùng đây này Và điểm chỉnh 2 đó là vùng 27 và phiên ngày 2 nó thất bại vùng 27 thì nó phải lùi lại một cái điểm thứ ba, đó là vùng 26.5. Và tại đây thì cũng bắt đầu nhìn thấy là tín hiệu đường MACD đang xanh và cổ phiếu bắt đầu có nhịp long, rồi nhịp trả cung và nhịp long. Như vậy tuần tới nếu có chỉnh thì như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng là em này sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 26.5, 26.7. Test tích lũy thành công thì nhiệm vụ đầu tiên nó sẽ phải hướng về vùng kỹ thuật 27.5. Và sau khi về 27.5 nó lại trả tiếp lại một cái nhịp nữa về quanh vùng 27 đây. Test tích lũy thành công của vùng 27 thì khi đó chúng ta mới bắt đầu mới dự báo một cái trend kỹ thuật phục hồi của HDG. Cổ phiếu HDC dự báo điểm chỉnh 1 là vùng 32.5. Và khi cái điểm này thất bại vùng 32.5 rồi thì nó sẽ lùi lại vùng 32.2 ở đây. Và như vậy là phiên giao dịch ngày 3 thì cổ phiếu HDC tích lũy thành công vùng này. Sau đó thì từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì như vậy cổ phiếu HDC cũng đã tiếp tục cái mục tiêu ở vùng 32.2 đến vùng 32.5. Và về cơ bản thì trong tuần chúng ta cũng đã có được cái target kỹ thuật ở cái vùng kháng cự ở quanh vùng 33.2. Thì sau khi mà gặp vùng cản ở đây thì chúng ta thấy rằng là có những cây nến giờ chạm vùng cản và nó đều phải rụt lại, quay trở lại đây. Và vùng 32.8 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của HDC trong tuần tới. Tích lũy thành công vùng này thì nhiệm vụ sẽ là 32.3, 32.5 và bứt được vùng 32.5 thì cái đó thì cũng sẽ đề cập đến những cái target kỹ thuật của cổ phiếu ở vùng cao hơn. Nam Long ở trong tuần thì xu hướng hiện tại của Nam Long về dòng tiền, về xu hướng thì cũng đang là tích cực, đúng không anh chị? Đó, điểm mà chúng ta có phân tích dự báo ở đây đó là điểm test cung kỹ thuật ở vùng 36.4 thì ngay phiên giao dịch ngày 2 tháng 1 là đã bắt đầu test và tại đây nó test thành công. Hướng về vùng target mục tiêu 37.8 đến vùng 38 và lên được khoảng vùng 37.7 thì như vậy ở đây nó đang dừng lại chỉnh cung, tích lũy. Như vậy tuần tới ở đây biên ở đây là biên 37, 37.1 ở đây các anh chị này, đây nó có một cái kênh xu hướng thì khả năng là Nam Long sẽ cố gắng tích lũy ở trên kênh xu hướng này. Mục tiêu thì nó vẫn tiếp tục bứt ở vùng 37.8 đến vùng 38 và sau khi mà đẩy thành công được cái vùng target kỹ thuật 38 cộng thì chúng ta sẽ nâng target kỹ thuật lên, khả năng sẽ hướng về vùng 39 đến khoảng quanh vùng 40. Đạt Phương ở trong tuần lực cầu tốt, xu hướng đi tích cực. Đây. Điểm chỉnh 1 của Đạt Phương như đã có phân tích dự báo ở đây đó là khoảng quanh vùng 39.2 và tại đây thì cây nến đầu tiên nó thất bại nhưng mà đến phiên ngày 3 sau khi nó có hơi gọi là hơi lùi lại cái điểm hỗ trợ 2 là vùng 38.8 thì như vậy Đạt Phương bắt đầu có sự phục hồi và trong tuần thì Đạt Phương cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu 40.5. Có thời điểm kéo lên 41, tuy nhiên là vùng 40.5, 41 ở đây đó là vùng cản kỹ thuật nên nó sẽ có cái thiên hướng kỹ thuật là gì? Nó sẽ chỉnh cung quay trở lại đây. Quanh vùng 40 đến khoảng vùng 40.5, test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy chúng ta sẽ hướng lên vùng 41 và cao hơn sẽ là vùng 42. Cổ phiếu KDH ở đây đó, bởi vì sau một cái cây nến mà kết thúc phiên của năm cũ đúng không, thì KDH đã kéo khá là mạnh nên quan điểm kỹ thuật cùng là gì, bao giờ nó cũng sẽ quay trở về test cung, điểm test 131 và khi test ở 31 mà nó bị thất bại thì nó sẽ đi về vùng 30.5 đến khoảng vùng 30.6 ở đây, hỗ trợ kỹ thuật tuần ở đây thì như vậy là phiên ngày 3 và ngày 4 thì nó test tích lũy ở vùng này thành công và sau đó thì nó cũng sẽ đẩy lên được ở vùng 31, 31.2, hiện tại thì nó đang hơi sideways ở vùng này. Tuần tới ở vùng 30.8 đến khoảng vùng 31 khả năng thì KDH sẽ tiếp tục test tích lũy vùng này. Test tích lũy thành công, mục tiêu 31.8 đến khoảng vùng 32. DG hiện tại lực đi và lực cầu tích cực các anh chị. Trong tuần thì điểm chỉnh cung kỹ thuật thứ nhất đó là vùng 24 26.4 và tại vùng 26.4 này thì nó hơi lừng khừng một tí nên nó đã phải về lại, lùi lại vùng 25.8 đến vùng 26 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật thứ hai. Và từ đây thì như vậy là gì? HDG cũng bắt đầu có một cái trend phục hồi tích cực và nó cũng đã tiếp tục vượt thoát được cái vùng cản tâm lý ở vùng 27. Đấy các anh chị nhé, đây này, có cái cản tâm lý 27 và kết thúc tuần ở vùng 27.15. Thì như vậy với góc độ như thế này thì Hùng sẽ tiếp tục đánh giá tuần tới. Như vậy là HDG sẽ tiếp tục vùng giá mục tiêu 27.4 đến vùng 27.5, 27.6. Tại đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái động lực của cổ phiếu và các ý đồ tạo lập của thị trường. Novaland vẫn quay tại chỗ nhỉ. Trong tuần vừa qua chưa có động lực. Nhìn chung thì điểm trả 1 16.8, điểm trả 2 vùng 16.7 và với cái cách đi này thì như vậy là tuần tới 16.8, 16.7, 16.8 khả năng sẽ tiếp tục có 1-2 cây nến giờ test tích lũy đây. Sơ bộ thì mục tiêu vẫn ngắm về vùng 17.5. Đó, không có gì thay đổi cả, và trong trường hợp bứt được 17.5 thì khi đó chúng ta mới nói chuyện. Đất xanh cũng khá là vòng vo ở trong tuần vừa qua, và nhìn chung thì ở đây nó có cái cản kỹ thuật 19.5 thì phiên thứ hai, phiên ngày mùng 2 như vậy là chạm 19.5 và nó không bứt qua được thì nó lại quay trở về vùng 18.9 đến 19, nó lại test cung tích lũy. Và bản thân ở đây thì như Hùng đã có phân tích ở tuần cũ này, thì thằng này nó có cái điểm hỗ trợ 18.8. Đó, và nó về đến vùng 18.9 thì nó lại long lại vùng 19.5, và chúng ta có đến 4 cây nến giờ, vượt qua và tiệm cận đến vùng 19.5 nhưng vẫn không bứt lại, và đóng cửa tuần thì vẫn 19.4. Ở đây thì hơi khó khăn nhỉ, có vẻ hơi nặng nề đó. Tuần tới có thể có ở vùng 19.15 đến khoảng vùng 19.2. Đó, có thể có 1-2 cây nến giờ nó còn lùi về đây. Đó, và nhiệm vụ thì cũng không có gì thay đổi cả, nhiệm vụ là DXR phải vượt thoát được vùng 19.5, 19.6 với lực cầu xác nhận. Em này phải có một lực cầu khoảng tầm độ 25 đến 30 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì như vậy là cái cản kỹ thuật tiếp theo ở vùng 20 đến khoảng vùng 20.3. Cổ phiếu PDR cản trên ở vùng 28 này thì dự kiến như vậy thôi, điểm chỉnh 1 vùng 27.5, 27.5 mà không tích lũy được thì về vùng 27, và trong tuần vừa qua thì nó về vùng 27. Và phiên ngày mùng 4 thì như vậy là nó lại tiếp tục có cản 28. Bản chất là phiên ngày 2 thì nó cũng có cản 28 nhưng mà nó bứt không thành công các anh chị, nên nó quay lại nó test thôi. Tuần này thì như vậy thôi. Đây này, đây nó có một cái kênh xu hướng nhỏ nhỏ ở đây. Vậy thì tuần tới điểm chỉnh 1 lại 27.5, điểm chỉnh 2 thì nó khoảng tầm 27.3, 27.2 gì đây này. Tích lũy thành công thì như vậy, nhiệm vụ lại vùng 28, bứt được vùng cản 28 thì hướng lên vùng 29, mà lên đến vùng 28, 28.2 mà không bứt được thì nó lại quay lại nó test tích lũy. Đó. Thì trong cái thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể tối ưu hóa bằng cái nhịp ngắn nhỏ như vậy. Rồi, nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí. Thì đối với nhóm ngành này, hiện tại WTI đang có cái điểm tích lũy đâu đó, Hùng không nhầm là khoảng quanh vùng 69 đến khoảng vùng 70. Và chúng ta kỳ vọng là WTI sẽ bật thoát được qua vùng 75 U trên một thùng. Thì như vậy là sẽ có những cái tác động tích cực đến với nhóm ngành này. PLX trong tuần cũng có dự kiến chỉnh cung mà biên tích lũy ở vùng 34.4, và đây ở phiên ngày 3 thì như vậy là PLX tích lũy thành công. Và từ đây thì lực cầu bắt đầu được đẩy vào và PLX đang hướng về vùng cản tâm lý tuần ở vùng 35.5. Ở đây đang có hai cây nến, xin lỗi cả nhà, hai phiên test tích lũy ở trên vùng 35 cộng. Như vậy tuần tới điểm hỗ trợ kỹ thuật là vùng 35, còn điểm sâu hơn sẽ là vùng 34.8 đến khoảng vùng 34.9, 35. PLX tích lũy thành công thì như vậy là mục tiêu đầu tiên là sẽ break cản 35.5, và khi break được cái cản này rồi ấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên các cái vùng tác kỹ thuật tiếp theo của PLX. Cổ phiếu PVS ở trong tuần vừa qua thì chúng ta xem nào, về cơ bản là nó cũng chỉ gọi là về mặt lý thuyết như thế này, gọi là sideways trong biên hẹp. Đầu tiên hỗ trợ kỹ thuật tuần 37.7 đến vùng 38 đó. Thì ít nhất là chúng ta đặt mua ở cổ phiếu ở vùng 37.7 là vẫn ngon nhá. Đó, về đến vùng 38.8 mà chúng ta ăn được 1.000 đồng trên một cổ phiếu, và về đây thì nó lại gì? Nó lại chỉnh này, thì tuần tới sẽ là vùng 38. Đầu tiên nó chỉnh về vùng 38 đã, mục tiêu thì như vậy, vùng 38 tích lũy thành công, như vậy thì lại tiếp tục là gì? 39 đến khoảng vùng 39.2, 39.4, ở đây là cản kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu PVS. PVD, đó, PVD đây. Sau một cây nến kéo lên thì nó phải chỉnh cung. Đó là một nguyên lý tất yếu của cổ phiếu và thị trường. Về vùng 28.1 nó bị thất bại thì như vậy nó phải lùi lại cái điểm thứ hai, đó là vùng 27.7 đến vùng 27.8. thì ở trong cái thời điểm ngắn hạn, trong khoảng 3 tuần gần đây, tức là khoảng từ phiên giao dịch ngày 20 tháng 12 cho đến thời điểm hiện tại, thì Hùng nhận diện thấy là vùng 27.7 đến vùng 27.8 cơ bản là tích cực đối với cổ phiếu PVD, và cứ mỗi lần chỉnh về đây thì cổ phiếu lại bắt đầu phục hồi. Thì như vậy thôi, nếu các anh chị đang có hàng thì chúng ta ngắm ở đây này, chỉ cần một cây nến giờ xanh trở lại là như thế là chúng ta cân nhẹ đây và lên đến cái cản này 28.4, 28.5, 28.6. Đấy. Đó, lên đến cái cản này thì về sơ bộ là gì, chúng ta lại bán bớt đi để chúng ta tận dụng, chúng ta tối ưu. BSR trong tuần cũng có một lực cầu tương đối là tích cực. Thì đối với con cổ phiếu này Hùng đã có phân tích rồi. Nhìn chung về mặt xu hướng là gì? Có vùng hỗ trợ kỹ thuật 18.4, 18.2 như thế này này. Và bây giờ thì nó đang hướng cản, vậy thì cản kỹ thuật là vùng 19 là cản đầu tiên. Hiện tại thì sau khi mà công vùng cản 19 thì các anh chị để ý là có 4 cây nến giờ nó nó cong 19 nhưng cong chưa thành và đóng cửa ở vùng 18.9. Tuần tới ở vùng 18.7, 18.8 sẽ là biên độ kỹ thuật mục tiêu. Thì cổ phiếu này sẽ vượt thoát vùng 19 và ngắm về vùng target mục tiêu tiếp theo, đó là vùng 19.5. Ngắn hạn BSR cũng đang có cái điểm tích lũy tương đối chặt ở quanh vùng 18. Thì đó là những cái cơ sở quan trọng để giúp cho chúng ta kỳ vọng là BSR sẽ có một cái nhịp phục hồi. Và các anh chị lưu ý là vì là nhịp phục hồi và vì là cản nên là chúng ta sẽ canh ở các cái vùng cản để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận. Tức là ví dụ như chúng ta cầm 100.000 cổ phiếu BSR chẳng hạn, thì tại cái vùng 19, 19.3, 19.5 thì chúng ta có thể ra đi 50%, tức là chúng ta bán đi 50.000 cổ phiếu. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục quan sát, và trong trường hợp nếu như cổ phiếu BSR không thể bứt được 19.5 thì ok, chúng ta chốt tiếp. Trong trường hợp bứt được 19.5 thì như vậy là chúng ta sẽ cầm cái lượng đó lên. Chúng ta vẫn còn 50.000 cổ phiếu mà, 50% vị thế đúng không ạ? Chúng ta chốt những cái target cao hơn. Đó, trong trường hợp về đến 19.5 mà nó lại chỉnh cung về lại vùng 18, 18.2, như vậy là chúng ta đã có cái tiền mà chúng ta bán đi 50% cái vị thế ở vùng 19.5 rồi, thì về đến vùng 18.2, 18.3 chúng ta lại quạt trả cái vùng đấy, đúng không ạ? Đơn giản như vậy thôi. Anh chị, chúng ta đừng có tham, chúng ta đánh nhẹ nhàng thôi. Đoạn này mà ai mà cứ chờ những người ta ghét khoảng tầm 15-20% nghe nó khó lắm anh chị. Đấy, như VCI này, đó đúng không ạ? Đây, ví dụ như là gì? Đó, 42 này, cân này, 43 lại bán này, tuần này làm được 2 mớ luôn. Tuần trước làm mớ này. Đó, tuần này lại làm tiếp mớ ở đây 42, 43.5 này. Xong đấy dư điểm này, tuần tới này làm mớ ở vùng 42, 42.3 lại 43, 43.5, 44. Đấy thì rang vậy thôi, rang T0, T1 nó cũng dễ mà. Tạm thời như vậy, chứ còn bây giờ để mà các anh chị trước đây các anh chị để ý là trước đây là Hùng phân tích ở trên chart kỹ thuật ngày. Các anh chị trên chart kỹ thuật ngày nhá. Mà đến thời điểm này nó khó đến mức mà Hùng đã phải chuyển sang phân tích cổ phiếu trên chart kỹ thuật giờ. Rồi không biết có một cái thời điểm nào đó rồi có khi lại phải chuyển sang phân tích ở trên chart kỹ thuật 15 phút hoặc là chart kỹ thuật M5, thì khi đấy cũng hơi vất vả đấy. Nhưng mà nói chung là đã phải chuyển từ chart kỹ thuật ngày sang phân tích chart kỹ thuật giờ thì các anh chị biết rồi. Tức là cổ phiếu nó không có biên, hoặc có biên, nó biên rất là nhỏ, biên rất là ngắn. Nên là chúng ta đành phải phân tích ở trên chart kỹ thuật giờ để chúng ta tối ưu ở những cái điểm hỗ trợ và những cái điểm kháng cự các anh chị nhé. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải chuyển sang chart kỹ thuật giờ. Nhóm ngành phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán là một nhóm ngành rất quan trọng, sườn cột của thị trường, và nó là một nhóm ngành lead thị trường các anh chị. Và khi mà cái ông em này mà nó đỏ thì cũng mệt mỏi lắm. Và khi ông em này mà xanh tím thì như vậy là thị trường rộn ràng, rạo rực. Nó cũng như nhóm banh ấy. Đó thì nhóm banh thì Hùng chỉ phân tích, đối với banh thì Hùng chỉ phân tích là trên zoom thôi. Trên zoom chuyên sâu thôi. Chứ Hùng không có chuyển tải thành bản tin bởi vì cũng khá là bận các anh chị. Cũng khá là bận. Gần 600 tài khoản anh em quần cả tuần, gần như mình cũng không có thời gian và cũng rất là vất vả. Cổ phiếu VCI ở đây chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 42, 42.3. Đó, và trong tuần thì có phiên ngày 3 có vùng 42, và sau đó thì target mục tiêu tuần thì cũng có đặt ra ở vùng 43.8 đến khoảng vùng 44. Trong tuần về được vùng 43.7 và bắt đầu nó có cái nhịp chỉnh cung, và nhịp chỉnh cung này lại đẹp rồi, lại về vùng 42, 42.3. Như vậy tuần tới đây là biên mà các anh chị có thể thu gom, mục tiêu không có gì thay đổi cả. Chúng ta lại hướng về cản tuần ở đây là vùng 43, 43 thì khả năng sẽ bứt qua thôi. Nhưng mà cái điểm 44, 43.8 đến vùng 44 ở đây thì như vậy là tiếp tục hướng về. SSI hiện tại tuần vừa qua, ở đấy phiên giao dịch ngày 4 thì thanh quản của SSI cực kỳ tốt luôn. Thì đây vùng 32.7, vùng 32.5, 32.7 đấy các anh chị, đây là hỗ trợ này, có thể các anh chị canh gom đúng không ạ? Đó, và cản kỹ thuật thì cũng có đề cập đến là vùng 34, và về cơ bản thì SSI hoàn thành vùng giá mục tiêu 34/34. Và sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành vùng giá mục tiêu á, thì nó bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung, và cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì cơ bản SSI lại công lại được vùng 34+. Ở đây là lại là một cái nến hết sức là tích cực ở đây. Như vậy tuần tới thì có thể kỳ vọng là SSI sẽ chỉnh cung khoảng vùng 33.8 đến vùng 34. Tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là tiếp tục chúng ta sẽ nâng cái target của kỹ thuật của SSI lên khoảng quanh vùng 35. Cổ phiếu HCM ở trong tuần vừa qua thực hiện quyền chia, quyền cổ tức. Chính vì vậy nên là chúng ta phải thay đổi lại chart kỹ thuật của cổ phiếu này. Thì sau khi chia đây các anh chị, đây là phiên chia này thì nó kéo lên ở vùng 25.5 và hiện tại bây giờ bạn bắt đầu có một nhịp test. Ở cây nến kết thúc phiên thì như vậy là cổ phiếu đã có cái sự phục hồi vượt lên ở trên vùng 24.5. Tuần tới thì biên 24.3, 24.5 sẽ là biên tích lũy thứ nhất, còn trong trường hợp nếu mà nó lấp hết gap thì nó sẽ lấp về vùng 23.5. Test tích lũy thành công ở vùng này, mục tiêu ở ngắn hạn trước mắt thì như vậy HCM sẽ tiếp tục đẩy về vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. FTS là một mã cổ phiếu cũng rất là nhạy, và đặc biệt là nếu như sau này mà T0 ra đời thì các anh chị có thể sử dụng FTS là một cái công cụ đánh cực kỳ là hấp dẫn luôn. Thì ở đây là gì? Ở vùng chỉnh cung mục tiêu, hỗ trợ đầu tiên đó là vùng 44.3. Và phiên ngày 2 thì vùng 44.3 nó bị thất bại thì nó phải đi về đâu? Ở vùng 43, 43.2 và sau đó từ đây thì nó lại có một nhịp 44.5 và ở cuối tuần thì nó lại lùi lại vùng 42, 43, 43.2. Như vậy tuần tới thì như vậy xu hướng lại tiếp tục tích lũy ở đây thôi. Nó test tích lũy ở vùng này. Tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm lên vùng 44.5 và điểm xa hơn sẽ là vùng 45.5. Đó, từng lần lượt từng cái khúc đó, phải lên được đến đây đã, lên được đến đây xong rồi nó có thể nó nghỉ ngơi một tí, nó test tích lũy thành công ở đây rồi thì chúng ta mới ngắm lên được cái target cao hơn. VND lực cầu cũng đang khá là tích cực và trong tuần thì nó đấy một nhịp long lên và một nhịp lại xoạc xuống. Đấy, vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của VND vùng 21.9 đến vùng 22. Đây phiên ngày 3 nó tích lũy điểm lần thứ 2. Đây các anh chị, bên này cũng có một cái điểm tích lũy ở phiên ngày 28 này và phiên ngày 3 đúng không? Target tuần có đề cập đến vùng 23, tuy nhiên lên được đến vùng 22.9 thì em ấy lại xịt. Cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì cũng tạm đúng không? Sau khi có những cái điểm test tích lũy lại quanh 22 thì nó đóng cửa ở vùng 22.3 với lực cầu cũng tạm. Thì ở đây thì tuần tới có thể nó sẽ còn một hai cái điểm lắc lại khoảng quanh vùng 22.2, test tích lũy thành công vùng này. Target mục tiêu thì vẫn là vùng 23 và khi nào mà VND bứt được cái vùng cản 23 thì khi đó chúng ta sẽ xây lên những cái target kỹ thuật cao hơn, có thể là vùng 24 đến khoảng vùng 25. SHS ở trong tuần có biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 18.2, 18.2, 18.3 ở đây này thì nó về đến vùng 18.4. Cơ bản sideway quanh vùng 18.4 và có điểm vượt thoát lên vùng 19.2. Target mục tiêu tuần thì sẽ ở vùng 19.5 đến vùng 20. Các anh chị 19.5 đến khoảng vùng 20. Thì ở đây như vậy tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục làm việc. Cái điểm đầu tiên trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì ở quanh vùng 18.6, test thành công ở vùng này thì mục tiêu target tuần 19.5 vùng 20 không có gì thay đổi cả. Trong trường hợp nếu 18.6 bị mất thì đây có thể nó sẽ quay trở lại vùng 18.3 thêm một lần nữa để nó 18.3, 18.4 lên một lần nữa nó test, nó kiểm tra lại đáy lần thứ hai. Sau đó thì cung cầu, quan trọng nhất là lực cầu thôi, lực cầu tiếp tục vào thì như vậy là xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu chúng ta sẽ tiếp tục được ngắm về những cái target kỹ thuật định hướng. Cổ phiếu VX. Đây, VX thì trong tuần là dự báo vùng chỉnh cung mục tiêu thứ nhất đó là vùng 16.9. Thì cây đến giờ thứ hai của phiên đấy là nó 16.9 nó bị phá đúng không ạ? Thì khi mà 16.9 nó bị phá thì nó sẽ đi về vùng 16.3, 16.5. Và cơ bản tại đây thì như vậy VX đã tích lũy thành công và lại tiếp tục vượt thoát lại trên vùng 16.9, 17. Và sau cái đến giờ đó thì như vậy là hai phiên ngày hôm nay nó lại lấp, nó lại trả cung gần hết. Đó, vậy tuần tới 16.6 đến vùng 16.7 là biên hỗ trợ các anh chị nha. Test tích lũy thành công vùng này thì mục tiêu không có gì thay đổi cả, vùng 17.4, 17.5 đó là cái target ngắn hạn của VX. AGR lực cầu đang khá tích cực. Trong tuần vùng hỗ trợ kỹ thuật 16 có nhún qua vùng 16 nhưng về cơ bản là nó lại lấy lại vùng 16, hoàn thành target mục tiêu 16.5 đến 16.6, đang có lực chỉnh cung và hai cây nến kết thúc phiên này là hai cây nến phục hồi về cơ bản là tích cực ở vùng 16.2, 16.3. Như vậy tuần tới tiếp tục vùng 16.5, 16.6 công lại cản này. Trong trường hợp rớt được cái vùng 16.6 thì có thể ngắm lên ở cái target kỹ thuật tiếp theo của AGR ở vùng 17. VDS vùng hỗ trợ kỹ thuật 16.9, 17 đây các anh chị, tích lũy ở trong phiên ngày 2 và ngày 3 tích lũy thành công. Target mục tiêu tuần thì hướng về 17.8 và lên được khoảng vùng 17.7 thì nó đang dừng lại để nó nghỉ ngơi, có một nhịp chỉnh cung tích cực ở vùng 17.15 ở đây và cây nến kết thúc phiên là một cây nến phục hồi lên vùng 17.5. Lực kéo khá là tốt và với xu hướng như thế này thì vùng 17.8 đến vùng 18 tiếp tục là target mục tiêu của cổ phiếu này ở trong tuần giao dịch tới. ORS cũng là một mã cổ phiếu có tính tạo lập tương đối là rõ nét và rõ sóng. Cách đi của nó cũng rất là rõ chứ nó không có đánh bùng biêng. Đó. Thì ở đây này, đúng không? Chúng ta có nói đến cái câu chuyện là ORS có khả năng nó sẽ có quay trở lại vùng 16.8 đến vùng 16.9 gì đây này. Đó, các anh chị có thể xem lại bản tin tuần cũ đi. Đó, nó sẽ có một cái nhịp lắc nhỏ đây. Thì ở đây là các nhịp lắc đấy các anh chị này. Đây cái nến này nó lắc và nó test thành công. Và mục tiêu thì hướng về vùng 7.4 và bản thân trong tuần thì nó cũng đạt đến vùng 7.6 cơ. Sau đó mới chỉnh cung, và chỉnh cung như thế này thì có vùng 17.1, 17.2 là vùng tích lũy của tuần mới. Test tích lũy thành công, mục tiêu ở trong nhịp này thì ORS có thể hướng về quanh vùng 18. Nó cũng khá là đồng pha với con VDS. Cổ phiếu MBS ở đây, MBS thì nó có những cái râu nến này các anh chị ở trên sàn HNX. Thì về cơ bản là vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần 22.5. Đó, và vùng cản trên vùng 23.5, và trong tuần thì cây nến này là lên được đến vùng 23.4 điểm cao nhất, tí nữa thì đạt vùng 23.5, tức là target tuần thứ nhất, và sau đó chỉnh cung thì như vậy thôi. Tuần tới ở đây là có một cái điểm phục hồi này, như vậy thì tuần tới vùng 23.5 23.7 sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này. Test tích lũy thành công thì mục tiêu là vùng 23.5, bứt được vùng 23.5 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 24.5. Cổ phiếu CTS ở đây rồi, ok đây, CTS nè, vùng chỉnh cung mục tiêu thứ nhất đó là vùng 28. Và vùng thứ hai, vùng 28 ở đây mà bị thủng thì nó sẽ xuống vùng 25.7 đến vùng 27.5 đến vùng 27.6, tức là về lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần ở bên này, thì bên này nó ở phiên 3 thì với cơ bản nó test thành công. Sau đó thì nó cũng có mức lực kéo suy sát về lại target tuần vùng 28.8 đến vùng 29 và nó cũng lấp lại hết. Ở trong phiên ngày hôm nay, hai cây nến này được đánh giá là hai cây nến tích cực, khi đây là một cây nến rút chân và đây là một cây nến xác nhận. Như vậy thì về cơ bản vùng hỗ trợ kỹ thuật tuần của tuần tới vùng 27.8 đến vùng 28 sẽ là biên hỗ trợ, các anh chị có thể thu gom ở vùng này. Mục tiêu thì cũng không có gì thay đổi cả, vùng 28.8 đến vùng 29, đầu tiên ông phải bứt được cái vùng cản này đã. Là sau khi vượt thoát vùng 29 rồi thì chúng ta sẽ phân tích được vùng 29.5 đến khoảng vùng 30. Đó, chứ chúng ta cũng không có vội vàng cái gì cả, và và đi đến đâu thì chúng ta xây đến đó và phân tích đến đó các anh chị, và chúng ta căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật để như vậy là chúng ta có được những cái sự phân tích và mặt định hướng. Và đối với nhóm banh ấy, thì Hùng Lê có phân tích ở trên room này, đây là ngày 11 tháng 12 của năm 2023, tức là đấy là tháng 12 của năm 2023 các anh chị nhé. Thì đối với sóng banh theo quan điểm cá nhân của Hùng Lê, việc gì khó thì cần nhờ đến banh. Và hiện tại vol của VN30 đang tăng tốt này, và đây có thể là động thái tiền trạm để hứa hẹn đó. Và tại phiên ngày 11 tháng 12 thì như vậy Lùng cũng đã có những cái nhịp mà phân tích lại cổ phiếu BIDV, Công Thương, đó, STB, Techcombank, SHB tiếp tục cân, TPBank. Đó thì đó là một số các cái mã cổ phiếu tiêu điểm. Đó, và các anh chị để ý ở thời điểm hiện tại, ví dụ Công Thương, rồi BIDV, SHB, TPBank, Techcombank cũng đã đã có những cái nhịp mà tăng khá là tích cực. Và sau đó thì đến ngày 29 tháng 12, nó banh vẫn là một cái trụ lực. Đó, và tiếp tục ở đây cách đây 3 ngày, thì Hùng Lê tiếp tục có những cái phân tích, đó là banh là nhân tố quyết định cục diện của chỉ số VN-Index trong giai đoạn này. Dòng tiền bắt đầu nhen nhóm kích hoạt lại nhóm banh và trong tuần giao dịch cũ, và BIDV đúng không? Công Thương có thể là cần thêm này, STB, Techcom, SHB, TPBank, và ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái đánh giá về VPBank, VIB, MBB và ACB hết sức là tích cực. Và cách đây 2 ngày thì tiếp tục nhấn mạnh lại về các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật, và tiếp tục khẳng định banh là một trong những cái nhóm ngành tiếp tục sẽ giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta có thể vượt thoát được cái vùng target kỹ thuật vùng 1160. Đó, ví dụ EIB, VIB này, MBB này, VPBank, OCB. Đó, thì chúng ta sẽ phân tích những cái điểm đó, và hiện tại thì banh thì cũng không có chuyển hóa thành bản tin bởi vì cũng khá là bận, và trong tuần thì cũng khá là nhiều cái thời gian để dành cho đội nhóm. Thì ok, như vậy về cơ bản về danh mục cổ phiếu tuần thì Hùng sẽ tạm dừng tại đây, và Hùng sẽ nốt lại một lần nữa đối với xu hướng kỹ thuật tuần ở trong tuần tới thì như vậy là gì, các anh chị lưu ý đối với chỉ số VN Index chúng ta sẽ có biên hỗ trợ kỹ thuật ở 1145, 1147, 1150 và lưu ý đến mốc 1140. Mốc 1140 trở thành một cái mốc hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng của chỉ số VN Index để khẳng định chỉ số Index của chúng ta có thể bứt được ở vùng cản 1160 thì chắc chắn điều kiện cần và điều kiện đủ đó là vùng 1140 chỉ số VN Index cần phải giữ được và giữ được trên cái mốc này càng xa càng tốt. Đó là chỉ số VN Index và mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng đến đó là index của chúng ta sẽ bứt ở vùng 1160 để hướng về cái vùng tiền tạm gọi là target 2 phẩy. Target 2 phẩy là vùng 1190 đến khoảng vùng 1200 điểm. Đối với chỉ số VN30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá ở biên hỗ trợ kỹ thuật 1150, 1152. Tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là nó sẽ đi đến cái vùng tiền trạm tiếp theo đó là vùng 1173 đến vùng 1175 và đối với chỉ số VN30F1M đó tuần tới có vốn rồi, hôm nay đóng cửa vùng 1166 là có vốn để nó trả cung và có thể là gì, có thể là phái sinh sẽ và bộ ba tham số chung của thị trường hoàn toàn có thể có gap tăng và sau đó nó sẽ đi lấp gap và đối với phái sinh thì nó sẽ lấp về khoảng quanh biên 1155, 1157 và hỗ trợ cái thuật tuần đó là vùng 1145, 1147, 1150 và cơ bản thì chúng ta sẽ đánh giá ở trên vùng 1140 đó. Thì đối với chỉ số phái sinh cũng như vậy, chúng ta cần phải có những cái điểm gọi là điểm hỗ trợ then chốt và thị trường của chúng ta không được phép bứt qua. Bản phân tích cập nhật thị trường tuần này đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư ở trong các bản cập nhật tiếp theo. Và các anh chị lưu ý, chúng ta có hai diễn đàn Hùng Lê chứng khoán, chúng ta sẽ có những bản tin phân tích cập nhật bộ ba tham số chung của thị trường hàng ngày và kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng sẽ có bản tin phân tích tuần cập nhật bộ ba tham số chung của thị trường trên góc độ tuần cũng như phân tích các cái nhóm ngành khá là cơ bản. Thì các anh chị lưu ý như vậy để chúng ta nắm được và chúng ta có được cái hành trình theo dõi trong một cái tuần đầu tư làm sao đó để các cái thông tin nó tốt nhất, tối ưu nhất và giúp cho anh chị em nhà đầu tư có những cái góc nhìn tích cực về cổ phiếu, về thị trường, từ đó chúng ta có những cái quyết định đúng đắn.